chào mừng quý vị và các bạn thân mến đã quay trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Và ngay sau đây là bản tin: Diễm My khoe vẻ sang chảnh ở Paris. Nữ hoàng ảnh lịch một thời diễn váy tour rua, đeo phụ kiện hàng hiệu đi dạo, ngắm cảnh kinh đô thời trang hoa lệ. Diễm My vừa có chuyến du lịch đến Pháp. Nữ diễn viên sang trọng với cây đen rạng rỡ sải bước trên đường phố Paris. Bộ váy lấy cảm hứng từ form áo suit truyền thống. Điểm nhấn là những sợi tua rua đính ở tay, ngang eo thuộc bộ sưu tập Countryside mới ra mắt của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường. Người đẹp đeo vòng cổ, túi xách hàng hiệu đắt giá, tôn lên vẻ quý phái sành điệu khi đi dạo phố. Diễm My chia sẻ, với chị, mặc đẹp và xuất hiện chỉnh chu duyên dáng đã trở thành quy tắc thói quen hàng ngày. Nữ diễn viên hiện có cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên người chồng đại gia và hai con gái. Nữ hoàng ảnh lịch một thời đã qua tuổi 50, vẫn thường xuyên tham dự các sự kiện của showbiz Việt. Chị luôn là khách VIP, ngồi hàng ghế đầu trong các show thời trang của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường. Các con đã lớn lên nên Diễm My có thời gian tận hưởng cuộc sống thảnh thơi. Ngoài thời gian hoạt động nghệ thuật, chị đi du lịch, gặp gỡ thăm hỏi bạn bè ở nước ngoài và khám phá cảnh đẹp thế giới. Xin cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn đã đồng hành cùng tin tức Sao Việt trong thời gian qua. Chúng tôi mong rằng các quý vị và các bạn hãy tiếp tục ủng hộ cho tin tức Sao Việt để chúng tôi có thêm nhiều động lực cho ra mắt thật nhiều sản phẩm hay hơn để phục vụ cho quý vị và các bạn nhé. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.